Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Độc Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 24 tháng 6 năm 2023. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 6. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên phân tích và chia sẻ cho mọi người ở hai vị trí đường cầu. Thứ nhất là đường cầu sông Thủ Đô, thứ hai là đường cầu Giải Đặc Biệt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai là chủ nhật của ngày 25 tháng 6. Và quay trở lại với trên màn ảnh của chúng ta một chút thì đó chính là cái bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ phải đường qua nhé. Đầu tiên tại Giải Đặc Biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người đây là con số 70, là một hai chạm là chạm 7, chạm 0 và tổng 7. Ba càng đó chính là 870. Và cả bộ số là 09870. Thống kê về vị trí của lô hay nháy thì ngày hôm nay chỉ xuất hiện cho một người duy nhất một con số của đầu 0. Cụ thể ở đây là con số 05. Tiếp tục thống kê về vị trí của lô kép thì cũng chỉ xuất hiện một con số thôi, đó là con số kép 33. Đầu lô tô thì không có một đầu nào bị cầm cả. Và nhìn chung thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay ra cũng tương đối là đều mọi người nhá. Có thể là thấy được là mỗi đầu nó ra sẽ dao động từ 3 cho đến 4 số, đúng không ạ? Có những cái đầu nó sẽ ra hai số và có những cái đầu nó ra một số, nhưng mà cái phần trăm đó nó chiếm không quá là cao. Ví dụ đầu 9 thì cũng chỉ có xuất hiện một con số là con số 91 thôi đó, và còn lại thì nó đều đặn là từ 3 cho đến 4 vị trí cho mỗi đầu thì cũng khá là ok. Và đối với cái video của mình chia sẻ cho anh em, thứ nhất là về cầu lô buổi tối ngày hôm qua mình đã phân tích cho anh em khá là kỹ, thì chúng ta cũng chiến thắng được ở vị trí cầu lô. Và cầu đề thì mình chia sẻ cho mọi người cái đường cầu khung 3 ngày bắt đầu từ ngày 22 với cái dàn 16 số ấy, thì chúng ta cũng chiến thắng được vị trí của dàn 16 số đó. Thì chúng ta có thể là nhìn lại cùng với mình nhá. Thì đầu tiên mọi người có thể nhìn nhận đây cho mình, đó chính là cái vị trí của cặp lô. Ở video buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có điểm cho mọi người khá là kỹ ở đây rồi. Đó. Thì đầu tiên ở đây đó chính là cái cặp 272. Thì mình có nhấn mạnh cho anh em là đối với cái đầu 2 nó bị câm thì mọi người chú ý cho mình, đó chính là hai cặp lô là cặp 272 và cái cặp 292. Đấy thì chúng ta cũng được cái cặp đó chính là cặp 272 cho ngày hôm nay. Với bảng kết quả mở thưởng thì nó ra 27 có và 72 cũng có. Nó ra cả cặp mọi người nhá. Đại loại là như vậy. Thì đó là về ví dụ đường cầu lô. Anh em nào chiến thắng cầu lô thì anh em có thể là bình luận xuống cho mình. Còn đối với cầu đề thì đây là cái video của cầu đề mình đã chia sẻ cho mọi người ở video bắt đầu từ ngày cho ngày 22 ấy. Đúng không? Thì mình có gửi đến mọi người cái công thức, đó chính là hai bộ đề. Hai bộ đề ở đây đó chính là bộ 02 và bộ 28. Thì mỗi cái bộ này thì nó sẽ trả về cho mọi người là 4 cặp tương ứng với dàn 8 số và cả hai bộ thì nó sẽ là 16 số, như đấy mình đã thống kê cho anh em rồi. Đó thì chúng ta cũng có được cái đó chính là cái vị trí của cặp 070 ở đây. Cặp 070 ở đây. Đúng không ạ? Đó, thì so sánh cái bảng kết quả mở thưởng thì mình có nhấn mạnh cho anh em là chơi từ ngày 22 đến ngày 24. Thì cái đường cầu và cái đường vị trí này chúng ta chiến thắng ở khung ngày cuối, và cụ thể đó chính là ngày hôm nay là ngày 24 thì chúng ta chiến thắng được cái vị trí đề là 70 đây. Đó, thì đây là một cái chiến thắng khá là tuyệt vời. Anh em nào mà chiến thắng ở vị trí đề thì anh em có thể là bình luận xuống cho mình biết. Còn nếu mà anh em nào chiến thắng ở vị trí cầu lô thì cũng có thể là bình luận xuống cho mình biết mọi người nhá. Nên nhớ cho mình là tất cả những cái vị trí này thì mình đã chia sẻ cho mọi người là thứ nhất là từ ngày 22 rồi, và đối với cầu lô thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người là từ buổi tối ngày hôm qua rồi, là hoàn toàn là trước giờ quay. Được chưa? Rồi. Thì chúng ta cũng đã có được những cái chiến thắng nhất định như vậy rồi thì chúng ta sẽ cũng không phải quên được, đó chính là những cái con số để cho những chơi những ngày tiếp theo. Chúng ta không thể ngủ quên được trên những cái chiến thắng được. Đó thì đối với cái vị trí này thì bây giờ mình sẽ nhìn nhận cho một người đường cầu đầu tiên là về đường cầu bộ. Chúng ta đã thành công ở cái đường cầu bộ rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục phân tích cái đường cầu bộ đó để chúng ta chơi cho những ngày nào tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ đi phân tích cụ thể cho anh em để anh em dễ hiểu. Đó thì cái con số đầu tiên chúng ta cần lựa chọn làm trong bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay, đó chính là con số đầu, nó nằm trong cái bộ thứ ba của giải ba. Nó xuất hiện cho một người đây là con số 3. Được chưa? Rồi thì chúng ta đã có được con số 3 này, chúng ta lại kết hợp cho mình với cái đó chính là cái con số đầu nằm trong bộ đầu của giải 5. Nó xuất hiện đây cho một người là con số 2. Và di chuyển xuống vị trí cuối, đó chính là con số tâm giữa nằm trong bộ 2 của giải 6 thì xuất hiện đây cho một người là con số 4. Rồi bên chúng ta đi ghép từng cái vị một với nhau thì bên chúng ta sẽ có hai bộ như sau. 3 với 2 chúng ta có một bộ, và 2 ghép xuống 4 thì chúng ta sẽ có là một bộ. Vậy chúng ta chỉ có cho mình hai bộ
như sau. Đây, chúng ta sẽ có cho mình hai bộ như sau. Đầu tiên đó chính là bộ 32 và bộ thứ hai là bộ 24. Đó, đơn giản hóa vậy thôi. Bây giờ thì anh em cùng coi cho mình ghép nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi lý giải về hai bộ này này. Cái đầu tiên là cái bộ 32 thì chúng ta sẽ có đầy đủ đây là cặp 323. Đúng chưa? Thì bây giờ nhá, hai trả bóng 7 thì 3 ở đây chúng ta sẽ có là 373. 3 trả bóng 8 thì chúng ta sẽ có là 828. Và hai bóng nó trả nhau thì chúng ta sẽ có cặp là 878. Nó sẽ khớp nhá. Đây là tổng 5 thì đây cũng là tổng 5. Đây là tổng 0 thì đây cũng sẽ là tổng 0. Nhá. Rồi, đây là tiếp tục là về bộ 24. Thì chúng ta sẽ có là 242. Thì ở đây nhá, 9 4 trả bóng 9 thì chúng ta có 292 đúng chưa? 2 trả bóng 7 thì chúng ta có là 747. Và cuối cùng là hai bóng trả nhau chúng ta có 797. Đấy. Thì chúng ta sẽ lại có cho mình là 4 cặp ở mỗi bộ như vậy. Thì tổng nó cũng lại rơi vào là 16 số. Nó không trùng số nào, chúng ta chỉ có 16 số thôi. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã lưu lại được cho mình rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại có cho mình này. Đó chính là về cái vị trí của khung. À, khung 3 ngày. Thì bây giờ khung 3 ngày thì nó là cái gì? Tức là chơi trong 3 cái ngày đó. Tức là chơi từ ngày mai là ngày 25, ngày 26 và ngày 27 của tháng 6 năm 2023. Mình đã nhấn mạnh cho anh em đây khá là kỹ rồi nhá. Đó, chơi cho mình khung 3 ngày từ 25 đến mình viết cái lại cái số 6 ở đây nhìn nó hơi xấu một tí anh em ạ. Đây. Đó, nó viết lại là cũng chả đẹp lắm thôi. Nhìn thấy số 6 được rồi mọi người nhá. Rồi, và tỷ lệ. Chúng ta phải có cho mình cái tỷ lệ nếu mà đánh khung, bởi vì mình chia sẻ cho anh em là chỉ một bộ thôi. Tỷ lệ ở đây nhá. Không ngày thứ nhất chúng ta chơi tỷ lệ 1, không ngày thứ hai chúng ta chơi tỷ lệ 2 và chung không ngày thứ ba chơi tỷ lệ 4. Bây giờ thì mình sẽ đi phân tích cho anh em cái tỷ lệ là như sau này. Mọi người chú ý cho mình này. Đầu tiên, lỗ ở khung ngày nào, mọi người dừng cho mình khung ngày đó. Được chưa? Lỗ khung ngày nào, dừng khung ngày đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nếu ở tỷ lệ 1 không lỗ thì chúng ta sẽ đánh tỷ lệ 2. Thì chúng ta chiến thắng ở khung ngày tỷ lệ 2 thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng và dư ra cộng với cả ngày thứ nhất. Mình cũng đã tính toán cho anh em những cái lước đi như vậy rồi. Và nếu hai ngày không lỗ mà chúng ta lỗ ở khung ngày cuối thì chúng ta cũng sẽ được. Đó, kể cả cộng cả cái tiền hai ngày trước chúng ta thua. Bởi vì ở đây mình đã nhấn mạnh cho anh em là hai cái tỷ lệ ở đây rồi. Nên là mọi người không phải lo về cái vấn đề đấy. Mọi người nhá. Được chưa? Rồi. Thì sau khi mọi người đã nhận định được cho mình cái vị trí đấy rồi thì anh em lưu lại ngay cho mình cái dàn này. Lưu lại cho mình cái dàn này để anh em chơi cho mình vào 3 ngày tới. Thì còn bây giờ sau khi đã kết hợp cho mọi người được cầu đề rồi thì bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho mọi người cầu lô. Cầu lô mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cặp số duy nhất sau đây và chơi cho mình là khung 2 ngày. Cụ thể là cặp số nào thì anh em đợi một chút mình sẽ xóa những cái vị trí này đi cho nó đỡ rối và nó đỡ bị chật hẹp. Rồi. Với cặp song thủ lô này. Chơi cho mình cặp 353. Đối với cặp 353 này, đánh cho mình ngày 25 cộng với ngày 26 của tháng 6 nhá. Tỷ lệ này. Tỷ lệ nhá. Khung ngày 1 một người chơi 100 điểm. Khung ngày 2 một người chơi cho mình là 300 điểm. Nó sẽ như sau nhá. Nếu này, cái trường hợp đầu tiên ý, khung ngày 1 là 100 điểm, có thể mọi người vào mỗi con 100 điểm cũng được, mà có thể mọi người vào cả hai con 100 điểm thì cũng được. Và khung ngày 2 thì mọi người vào cho mình 300 điểm thì có thể là vào mỗi con 300 điểm hoặc có thể là mỗi tổng hai con 300 điểm đều được. Nhưng mà bây giờ mọi người phải liên kết cho mình như sau này. Nếu mà cái trường hợp đầu tiên ấy mà tổng hai con mọi người đánh 100 điểm ở khung ngày 1 không được thì ở khung ngày 2 thì mọi người đánh cho mình là tổng mỗi con 150 điểm là tổng 300 đấy. Nó phải liên kết chặt chẽ với nhau nhá. Đó, còn nếu mà đánh
ngày đầu tiên mà mỗi con 100 điểm ấy, mà không được thì ngày hôm sau chúng ta phải đánh là mỗi con 300 điểm nhá, chứ không là tổng 100 nữa đâu. Ok chưa? Đấy, thì mình đã chia sẻ cho mọi người như rõ như vậy rồi. Lỗ khung ngày nào thì dừng luôn khung ngày đó cho mình nhá. Đó, mình cũng đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người rồi, nên anh em yên tâm. Kể cả cầu đề, cầu lô cũng vậy. Đó, kể cả ngay ngày mai nó lỗ thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người những cái đường cầu mới và công thức mới dành cho cầu đề hay cầu lô rồi. Đó, nên là mọi người yên tâm cho mình là không phải lo lắng về cái vấn đề suy nghĩ là nếu mà nó lỗ thì có lên chơi tiếp hay không hay là như thế nào cả nhá. Rồi thì cũng có một cái vấn đề nữa này. Thì anh em nào mà anh em đang cần những cái sự hỗ trợ từ mình. Cái đầu tiên là chúng ta cần phải có cho mình hai cái bước cơ bản đầu tiên. Đó là cách chơi hợp lý và đường cầu chuẩn. Đấy là hai cái tiền đề chúng ta có thể là chiến thắng được xổ số miền Bắc. Tại sao mình nói như vậy? Nếu anh em thử suy nghĩ cho mình nhé. Đấy là hai cái tiền cơ bản. Nếu này, anh em có đường cầu chuẩn nhưng mà chưa biết cách chơi hợp lý thì anh em cũng sẽ bị thua. Và không có cái công thức nguyên tắc chơi hợp lý thì anh em cũng sẽ bị thua. Nhưng chúng ta có được cái cách chơi hợp lý và cái công thức chơi hợp lý mà đường cầu chúng ta lại không chuẩn thì nó cũng sẽ là vô nghĩa. Nên chính vì vậy chúng ta phải kết hợp đan xen hài hòa hai cái đấy lại với nhau. Thì tất cả mọi người cần hỗ trợ thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình. Đây là cái Zalo của mình duy nhất, và nếu ra liên hệ qua Zalo nó sẽ tiện nhất. Còn nếu không dùng Zalo thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được, không vấn đề gì cả nhá. Rồi, và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người là buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và chúc mọi người là ngày mai chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay là tất cả những cái con số mình đưa ra. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video mình. Tiếp tục hẹn mọi người ở video ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.